Xin chào các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Thảo, giáo viên đang phụ trách môn tiếng Việt của trường học trực tuyến tuyển sinh 247. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta một số những cái bí kíp để chúng ta có thể học tốt hơn môn tiếng Việt lớp 2 với bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con hãy đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thứ nhất là cô sẽ giới thiệu với chúng ta về chương trình tiếng Việt 2 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Như chúng ta cũng biết đây là hai trang bìa sách tập 1 và bìa sách tập 2 của cuốn sách tiếng Việt 2 của bộ kết nối tri thức và cuộc sống. Chúng ta thấy rằng với cái chương trình của tiếng Việt 2, với bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì chúng ta thấy một tuần mình sẽ có hai bài học và được chia theo thành các phần, ví dụ như phần về phần đọc này, kỹ năng đọc này, kỹ năng viết này, kỹ năng nói và nghe này. Đó. Và ở đây chúng ta vẫn học đầy đủ những cái kiến thức như ở chương trình sách cũ, đấy là các kiến thức liên quan đến đọc văn bản này, luyện từ và câu này và tập làm văn. Nhưng với những bộ sách này thì chúng ta thấy rằng thầy cô tập trung nhiều hơn chúng ta các kỹ năng, ví dụ kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Và chúng ta thấy rằng với bộ sách này có rất nhiều những chủ đề hấp dẫn, ví dụ như các chủ đề lớn lên từng ngày này, đi học vui sao, niềm vui tuổi thơ, mái ấm gia đình, vẻ đẹp quanh em, Việt Nam quê hương em. Nó có rất nhiều những chủ đề mà chúng ta có thể rất nhiều chủ đề gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng các bài tập đọc ở trong sách giáo khoa được thiết kế rất là đẹp và các bài tập đọc gần gũi với chính bản thân của chúng ta. Ví dụ như bài đây là bài khi trang sách mở ra, một bài mà cô Thảo rất thích trong các cuốn sách tiếng Việt 2 của bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Thì và trong chắc chắn rằng trong quá trình mình học, mình đọc và mình tìm hiểu bài thì sẽ có rất nhiều điều thú vị ở trong các phần này. Và chúng ta thấy như là một bài khác về bài Lũy Tre, chúng ta thấy tất cả các cuốn sách, các bài, các trang đều được thiết kế rất là đẹp, đúng không nào? Và như vậy là với là phần đọc thì là như vậy. Chúng ta về phần viết thì chúng ta có viết chính tả này, chúng ta có viết ứng dụng này. Và về phần luyện tập, chúng ta thấy cái phần luyện tập ở đây, ở trong bài 2 phần luyện tập, nó chính là các kiến thức về luyện từ và câu, và chúng ta luyện về tập làm văn. Tức là mình sẽ luyện về các từ chỉ sự vật hoạt động này, và còn rất nhiều những kiến thức về luyện từ và câu khác nữa. Bên cạnh đó, với cái phần luyện tập này thì mình sẽ học thêm cả về cái kỹ năng mình viết đoạn văn, kỹ năng mình viết bài văn nữa. Thế vậy thì bây giờ chúng cô và các con sẽ cùng nhau đến phần 2, là phần cô sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để mình có thể học tốt môn tiếng Việt 2 nhé. Đầu tiên là về phần đọc. Với các bài đọc thì chúng ta lưu ý cho cô, mình cần phải đọc đúng này, đọc diễn cảm này, và chú ý ngắt, nghỉ hay nhấn mạnh vào các từ quan trọng. Đó. Và đặc biệt là mình sẽ phải hiểu được bài đọc bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trong sách giáo khoa. Thế thì làm thế nào để mình có thể đọc một cách đúng và đọc được diễn cảm? Thì còn lưu ý cho cô, mình chú ý ngắt nghỉ ở những phần có dấu chấm, dấu phẩy, đúng không nào? Dấu phẩy thì mình ngắt nó nhanh hơn một chút, dấu chấm thì mình dừng lại nghỉ lâu hơn một chút đó. Và bên cạnh đó chúng ta có cái phần tiếp theo là phần về nhấn mạnh này. Cái nhấn mạnh của chúng ta, với mỗi một câu thì mình cần nhấn mạnh vào cái từ quan trọng. Các từ đấy thường là các từ chỉ hoạt động và các từ chỉ đặc điểm. Đó là phần con lưu ý khi mà mình đọc diễn cảm. Và trong quá trình đọc diễn cảm thì mình cần luyện đọc cho cô trước các cái từ mà con thấy khó hay bị nhầm. Luyện đọc từ, sau đó đọc câu và đọc đoạn, và cuối cùng mới đọc toàn bài. Đấy là các bước mà cô chia sẻ với chúng ta để hỗ trợ chúng ta trong quá trình mình đọc diễn cảm. Rồi sau khi đọc xong thì mình sẽ tìm hiểu bài bằng cách trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Thế thì bây giờ mình muốn trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa thì mình cần phải làm gì nhỉ? Đầu tiên khi mình đọc câu hỏi, mình cần gạch chân vào các từ khóa quan trọng ở trong câu hỏi đó. Sau đó mình tìm vào trong bài tập đọc của mình có các từ khóa đấy không? Và nếu có các từ khóa đấy thì đúng là cái đoạn đấy là cái đoạn mình cần để mình tìm ra được đáp án. Và sau khi các con tìm được đáp án thì các con nhớ là hãy trả lời cho cô các câu hỏi bằng một câu hoàn chỉnh nhé. Đó. Như vậy là với cách cô hướng dẫn chúng ta một số mẹo vừa rồi thì cô tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm tốt được về phần đọc này, đúng không nào? Đến phần thứ hai là viết, thì chúng ta có viết chính tả và viết ứng dụng. Thì trong viết chính tả thì các con cần xem kỹ các quy tắc viết này, xem mẫu trong sách hoặc là video hướng dẫn cách viết. Thì ở trong cái khóa học tiếng Việt 2 cô đã hướng dẫn cho chúng ta cái phần là phần video, cô đã gửi rất nhiều video để chúng ta có thể viết, nhìn vào video đấy chúng ta có thể viết được các từ. Thứ hai là chúng ta thực hành các bài tập về chính tả. Muốn thực hành được các bài tập về chính tả thì mình cần tự làm trước, sau đó mình mới đối chiếu với đáp án của cô nhé. Bên cạnh đó là mình cần đọc nhiều. Việc kết hợp đọc và làm bài tập chính tả thì sẽ giúp chúng ta đỡ bị sai
đỡ bị sai và viết hay, thực hành được đúng tất cả các bài liên quan đến chính tả. Và ngoài ra chúng ta hãy luyện viết thật đều cho cô nhé. Sang đến phần 3 là về phần luyện tập. Thì với phần luyện tập này thì mình sẽ chia thành hai phần nhé. Phần thứ nhất là phần luyện từ và câu. Thì các con trong phần này để học được tốt phần luyện từ và câu, các con phải phân biệt được các kiểu câu ai là gì, ai thế nào và một số những kiểu câu quan trọng khác. Các con phải phân biệt được các cái từ và câu nó liên quan đến nhau. Ví dụ như phân biệt được từ chỉ sự vật này, từ chỉ hoạt động này, từ chỉ đặc điểm này. Đó. Ngoài ra còn rất nhiều các kiến thức khác. Vậy thì mình cần làm cho cô một cái bảng này để mình hệ thống các kiến thức tiếng Việt. Chưa? Cột thứ nhất chúng ta ghi số thứ tự này. Cột thứ hai mình ghi các kiến thức, ví dụ kiểu câu ai là gì, kiểu câu ai thế nào, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm. Cột thứ ba là mình ghi về lý thuyết, thì mình sẽ ghi một số những cái đặc điểm về kiểu câu, một số các lý thuyết về các từ chỉ hoạt động. Và cột thứ tư mình sẽ để đấy là để ví dụ, để sau này khi chúng ta vào đến ngày chúng ta ôn thi, chúng ta nhìn vào bảng đấy thì chúng ta có thể nắm được, hệ thống được toàn bộ kiến thức của luyện từ và câu. Đó là phần các con lưu ý nhé. Trong phần luyện tập này thì mình còn có cái đoạn số 3. Cái phần số 3 là phần viết đoạn văn. Viết đoạn văn. Với bước 1 thì chúng ta cần phải mở rộng một vốn từ. Ví dụ mình viết bài văn kể về đồ vật, đồ dùng học tập thì mình phải có vốn từ về đồ dùng học tập, đúng không nào? Sau khi có vốn từ rồi thì mình cần phải biết cách mình lập giải ý. Biết cách lập giải ý. Và thứ 3 là một số cái kỹ năng viết cơ bản và cuối cùng mình mới viết thành bản. Và các con thấy như vậy là chúng ta thấy với mỗi một cái bài văn để viết được bài văn hay, hấp dẫn và được đỉnh cao thì chúng ta thấy rằng mình cần chuẩn bị rất nhiều thứ, giống như việc chúng ta đi xây nhà vậy. Muốn xây nhà thì mình cần phải có nguyên vật liệu, và có vật liệu rồi, có gạch rồi, có vữa vôi xi măng rồi thì mình cần phải có kỹ năng xây thì mình có thể xây được, đúng không nào? Thì việc viết đoạn văn cũng như vậy, nó cũng cần chúng ta phải có vốn từ, nó cần chúng ta phải có một cái giải ý và có kỹ năng viết cơ bản. Ví dụ bây giờ cũng có kỹ năng viết cơ bản nhé, vì là có kỹ năng quan sát này, quan sát bằng năm giác quan, đúng không? Kỹ năng quan sát bằng năm giác quan, rồi kỹ năng viết câu, mở rộng câu, viết câu dài, câu mượt mà và câu hấp dẫn. Ví dụ viết câu dài khi thêm một số từ chỉ thời gian, một số từ chỉ không gian, chỉ địa điểm, rồi viết thêm các từ chỉ hoạt động, thêm các từ chỉ đặc điểm tính chất để cho câu văn hay hơn. Đặc biệt là chú ý viết câu mà mình có sử dụng so sánh hay sử dụng nhân hóa. Thì tất cả những phần này cô sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết trong cái khóa học tiếng Việt 2. Và đây cũng là cái cách để cho chúng ta luyện viết các bài văn, các dạng văn khác nhau. Thì chúng ta có thể dựa vào những phần cô Thảo gợi ý để mình luyện tập cái cách mình viết văn cho hay nhé. Đến phần số 4 là phần kỹ năng nói và nghe. Thì các con sẽ được kể chuyện, ví dụ kể lại câu chuyện đã học, hoặc là các con sẽ có những bức tranh và yêu cầu kể chuyện theo tranh. Thế thì mình lưu ý cho cô là mình sẽ có các bước luyện tập để kể chuyện như sau. Đầu tiên mình phải quan sát cái bức tranh này đã, đúng không nào? Mình quan sát bức tranh xem bức tranh này nói về nội dung gì. Sau đó là mình áp dụng cái kỹ năng đấy là kỹ năng miêu tả này, đúng không? Kỹ năng miêu tả, kỹ năng biểu cảm hay là sáng tạo lời thoại. Ví dụ trong bức tranh đấy có cảnh gì, có người như thế nào thì chúng ta cần phải có miêu tả. Và biểu cảm, tức là sau mỗi cái sự việc diễn ra thì mình cần có cái cảm xúc của mình. Và cuối cùng là sáng tạo lời thoại. Đó. Ví dụ là với mỗi một câu chuyện thì mình dựa vào tranh mình có thể sáng tạo những lời thoại khác nhau. Không, mình sẽ không dựa vào cái phần mà cái bài đọc có sẵn ở trong sách giáo khoa, mà mình sẽ sáng tạo thêm những cái lời thoại của riêng mình. Thì đấy là một số cách để giúp chúng ta kể lại câu chuyện hay hơn. Như vậy là trong video này cô Thảo đã hướng dẫn chúng ta một số mẹo để chúng ta có thể học tốt chương trình tiếng Việt 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và tất cả những kiến thức này, tất cả những kỹ năng này cô đã hướng dẫn rất kỹ và rõ ràng để cho chúng ta có thể thực hành được. Và còn rất nhiều kỹ năng khác nữa có trong cái khóa học tiếng Việt 2 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Hy vọng là phần video này sẽ hỗ trợ được cho chúng ta trong năm học sắp tới. Cô Thảo tạm biệt và hẹn gặp lại các con. Thank you.